Melo các bạn, Melo Milo các bạn. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn về một vấn đề rất thú vị, đó là đại số tổ hợp. Thì những cái vấn đề cơ bản nhất, then chốt nhất gồm quy tắc cộng, quy tắc nhân, rồi các vấn đề liên quan hoàn vị, tổ hợp, chỉnh hợp, thầy sẽ giới thiệu trong bài học hôm nay. Bây giờ mời các bạn cùng thầy tiếp cận bài học. Vấn đề đầu tiên, một là quy tắc đếm, thì một nhỏ quy tắc cộng. Quy tắc cộng là gì? Thì ở đây các bạn nhớ này, một cái công việc chẳng hạn thực hiện theo phương án một. Phương án này có n một cách đấy, rồi phương án hai có n hai cách đấy, có thể phương án ba, phương án bốn, nhưng ở đấy thì trình bày hai phương án. Thì số cách thực hiện công việc, là n1 cộng n2 cái. Đó là nội dung quy tắc cộng. Thì rõ ràng các bạn thấy quy tắc cộng này có thể mở rộng cho trường hợp 3 phương án, 4 phương án, n phương án nhé, mở rộng cả phương án. Ta lại xem ví dụ như sau. Ví dụ 1 này, một hộp có này 2 cây bút, ba quyển sách, rồi hai quyển vở, chọn một quyển, chọn đôi dung từ vào hộp, chọn một đôi dung từ hộp. Đây, các bạn nghiên cứu bài tập một chút. Thế thì ở đây các bạn cần nắm này, cái hộp này, trong hộp này có cái gì? Đó là hai chiếc bút, ba quyển sách, hai quyển vở. Đấy. Bây giờ yêu cầu chọn đôi dung từ cái hộp này, hỏi có bao nhiêu cái chọn. Thế nhìn vào đấy, để chọn đôi dung thì có ba phương án, có thể chọn bút hoặc chọn sách hoặc chọn vở. Thì phương án 1 đó là chọn sách, chọn bút trước nhé. Đấy, bút có hai cái bút mà chọn một cái, tức là có hai cái chọn, hai cái. Rồi phương án 2 đó là chọn sách có ba quyển sách, chọn một cái, một quyển, tức là có ba cái chọn. Ok. Rồi phương án cuối cùng là chọn vở. Đấy, phương án 3 chọn vở có hai quyển vở nên có hai cái chọn. Đấy các bạn nhé. Đấy, đấy đấy, vậy công việc ở đấy là công việc mà thực hiện theo các phương án, phương án 1, phương án 2, phương án 3. Đấy, vậy cái đấy theo quy tắc cộng thì số cách chọn một quyển cho số cách chọn đồ vật, chọn một đồ dùng từ hộp
cách các bạn nhé. Đơn giản thì tốt. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Đó là nội dung, đó là quy tắc cộng. Bây giờ chúng ta chuyển sang quy tắc nhân. Rồi, hai nhỏ quy tắc nhân. Quy tắc nhân là sao? Với công việc thực hiện theo hai công đoạn liên tiếp nhau. Công đoạn 1. Đấy. Có mỗi một cách thực hiện. Rồi cùng với một cách thực hiện công đoạn 1. Thì thực hiện có công đoạn 2, thực hiện công đoạn 2 có 12 cách, có thể mở rộng là công đoạn 3, công đoạn 4, vân vân. Thì số cách thực hiện công việc, số cách thực hiện công việc là 11 cộng 12 cách. Các bạn cần làm như vậy. Thì ở đây là nhớ rằng là quy tắc nhân là sử dụng cho công việc mà theo những cái công đoạn liên tiếp nhau. Đấy. Còn ở đây thì nếu hai công đoạn có thể ba công đoạn, bốn công đoạn vân. Đấy. Thì nếu công việc mà thực hiện theo các công đoạn thì ta sẽ sử dụng quy tắc nhân. Đấy. Muốn hoàn thiện công việc này thì phải trải qua hai công đoạn này nhé. Còn nếu mà thực hiện một công đoạn thì công việc vẫn chưa hoàn thành nhé. Ví dụ này, ví dụ khác. Chẳng hạn từ Hà Nội đến Vinh thì có 3 cách đi, cách đi. Đấy, từ Vinh vào Huế có 4 cách đi. Đây có thể đi ô tô này, tàu hỏa này, rồi máy bay, đây một cách đi thì có thể là đi bằng ô tô, tàu hỏa, rồi máy bay, xe máy, đấy, đấy. Thì hỏi bao nhiêu có cách đi từ Hà Nội đến Huế, thì số cách đi, ta sẽ có số cách đi, cách đi từ Hà Nội đến Huế. Đấy, công việc có hai công đoạn, công đoạn đi từ Hà Nội đến Vinh và công đoạn đi từ Vinh đến Huế. Công đoạn đi từ Hà Nội đến Vinh có 3 cách đi, từ Vinh đến Huế có 1 cách đi. Vậy số theo quy tắc nhân thì số cách đi từ Hà Nội đến Huế là 3 nhân 4 bằng 12 cách. Đó nha. Các bạn có thể trình bày cụ thể lại. Đó là nội dung quy tắc nhân các bạn nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang quản lý. Thế nên trình bày những vấn đề cơ bản nhất theo đi xa đa và nhiều ví dụ mà các em hiểu bản bản chất những cái hiện tượng tổng hợp là được hai lớn đó là quản lý. Quản lý chẳng hạn ví dụ quản lý là làm sắp xếp, sắp xếp ba học sinh thành một năm, thành một năm có thể ăn ngáo hoặc ăn dặm. Thì lúc đó một cách sắp xếp như vậy là một hoàn vị của ba học sinh các bạn nhé. Đấy, đấy các bạn nhớ thay như vậy.
thì lúc này phải là một khoản phí, một cái sắp xếp, mỗi cái sắp xếp, mỗi cái sắp xếp là một khoản phí, khoản phí của ba học sinh, của ba học sinh. Vậy khoản phí là một cách thay đổi vị trí đấy, chẳng hạn có ba vị trí như thế này, sắp xếp vào ba ô đấy, một hai ba, có thể vào đây vào đấy, hoặc là đảo lại, chẳng ba bằng A B C, A B C có thể là A vào đấy, B vào đấy, C vào đấy là một khoản phí. Hoặc là có thể như thế này, đây A vào đấy, C vào đấy, B vào đấy, thì đấy là một khoản phí. Cứ một cái sắp xếp như vậy là một khoản phí của ba phần tử A B C bạn nhé. Và công thức tính khoản phí của n phân tử, số khoản phí, khoản phí của tập n phân tử n lớn hơn một là p n bằng n nhân bằng n nhân với n trừ một nhân n nhân hai nhân một. Ví dụ tiếp theo, từ các số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên? Lập được được bao nhiêu số tự nhiên? Số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau, gồm 5 chữ số đối một khác nhau, đối một khác nhau. Đấy, các bạn đã thấy này. Thế thì cảm thấy là từ một cái số như vậy, chẳng hạn số như vậy thì đó đang là một cái khoản phí của nó từ đây này. Chẳng hạn chữ số là 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 5, 2, 3, 4, 1. Đấy là một số này, đây là một số này. Vậy một số như vậy là tương ứng với là một cái khoản phí của nắm cái phân tử này. Vậy số các số cần lập là P5 bằng 5 sai chưa? Bằng 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2. 5 nhân 4 là 20. 6 nhân 3 nhân 2 nhân 1, 6 nhân 3 nhân 2 nhân 1 là 3 nhân 2 nhân 3 nhân 1 là 6. Vậy là 120. 120 số. Các bạn nhé. Đấy, đơn giản như vậy thôi, không có gì phức tạp cả. Các bạn cân nặng cái điều đó nhé. Đấy. Rồi, đó là khoản phí. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp. Ba lần tổ hợp. Ba lần tổ hợp. Tổ hợp thì các bạn thấy đây, ví dụ này, đó là tập sơ của các phân tử A, B, C viết tất cả các tập có gồm hai phân tử, gồm hai phân tử của tập sơ. Các bạn đã trả lời.
Thì ở đây tập Isơ công báo phân tử, mà ở đây là viết tất cả các tập con vô hóa phân tử của tập Isơ. Thì rõ ràng là các tập đó là tập A1 này, tập A là hai phân tử A và B. Rồi tập B công hóa phân tử B và C. Tập C công hóa phân tử A và C. Có ba cái tập con này. Thì lúc này buổi tập con như thế này được gọi là một tổ hợp chập hái của ba phân tử của tập Isơ, là một cái tổ hợp chập hái của ba phân tử. Vậy tập hợp là tổ hợp là một cái tập con đấy, tổ hợp tập chập K của N là một cái tập con K phân tử của N, các bạn nhé, ta hiểu nó là như vậy. Bây giờ các bạn có định nghĩa nhé. Rồi số tổ hợp chập K của N phân tử thì nó sẽ cao hơn cái số này, các bạn có thể gọi máy tính hoặc là tìm theo cái bảng tam giác Pascal nhé. Thì đây sẽ bằng N giá thưa trên K giá thưa đến N trừ K các bạn chỗ vậy. Đây là ví dụ chẳng hạn như tính C 3 của đấy. K là 3, N là 1, N là 4 trái chưa đến K là 3 trái chưa đến 4 trừ 3 trái chưa, thì kết quả em tính ra là 4. Ở trong cái khoảng vi là làm cái nào là phong vi của phân tổng trái chưa một trái thưa bằng một nhé, một số bản vi này các bạn nắm như vậy. Vậy tổ hợp chính là một cái tập con đấy, tổ hợp chập K của N là một tập con K phân tử của N các bạn nhé. Đấy. Ok các bạn. Đấy. Bây giờ chỉnh hợp thì sao? 4 chỉnh hợp. Chỉnh hợp chơi nhớ ý hỏi chỉnh hợp đấy, chỉ cần cho cái tập Isơ như vậy thì ở đây ta lấy hai tập. Bây giờ bạn khỏi bao nhiêu dài bằng hai phân tử của tập Isơ, giải hai phân tử của Isơ, giải hai phân tử của cái tập Isơ thì có thể là giải AB, rồi giải BA, rồi giải AC, giải CA, rồi giải BC, giải CA. Đấy, có sáu giải nữa. Vậy cứ lấy hai phân tử sắp đến thành phân giải thì lúc đó là được gọi là một chỉnh hợp chập hái của ba phân tử của tập Isơ. Chỉnh hợp chập ba của bốn, chập mà ba năm của sáu thì tương tự như vậy các bạn nhé. Tức là lấy được một cái tập con nó sắp xếp thành một giải, thì cái sắp xếp đó, cái giải đó là một tổ hợp chỉnh hợp chập K của N phân tử. Và số chỉnh hợp chập K của N phân tử là A K của N. Thì nó đang là bằng số tổ hợp chập K của N nhân với K nhé, bằng N giải thưa đến N trừ K giải thưa. Đây là ví dụ như thế này. Một cái tổ gồm 10 học sinh. Bây giờ có lấy 3 bạn để trao giải thưởng. Nhất nhì bạn có bao nhiêu cách trao giải thưởng nhất nhì bạn cho 10 học sinh này? Có bao nhiêu cách? Có bao nhiêu cách? Cách trao giải thưởng. Trao giải thưởng. Nhất nhì bán, nhì bán,
trong học sinh trên. Thì một cách trao giải, tức là để ba bàn nó sắp xếp. Bàn này là giải nhất, bàn tế giải nhì đấy, bàn tế giải bá. Thì một cách làm như vậy là một tương ứng với một cái trình hợp chập bá của 10 đấy. Vậy số cách trao giải thưởng chính là số trình hợp chập bá của 10 đấy. Số cách trao giải tức là số trình hợp chập bá của 10 đấy. Thì bằng báo nhân em đặt cái gì là định nhất các bạn nhớ thấy như vậy. Ok các bạn, thì trong cái khuôn khổ này thầy đã trình bày những vấn đề cơ bản nhất với khái niệm này. Về ở đây đặt một vấn đề là khi nào sử dụng cái tổ hợp trình hợp, khi nào thì cái này liên quan đến thực quyền có cái vấn đề sắp xếp thì sử dụng trình hợp, còn cứ không liên quan đến sắp xếp mà nó là một cái tập con thì các bạn sử dụng tổ hợp đấy. Lấy ra cá văn tử vấn đề như vậy không thay thử thay đổi thì vẫn là một cái chọn, thì như vậy ta sử dụng tổ hợp. Còn để mà liên quan đến thứ tự thì đó là ta phải sử dụng trình hợp nhé. Đấy. Tổ hợp đấy là trình hợp này, còn tổ hợp thì đây chỉ là một tổ hợp thôi, đó là gồm hai phân tử lần từ con gồm hai phân tử a. Tổ hợp là chứng này, và đây là trình hợp về sắp xếp thành dạng a được b sau hoặc là a b được a sau. Sự phân biệt là các bạn biết không? Đấy. Vậy trình hợp liên quan đến thứ tự, còn tổ hợp thì không ảnh hưởng đến thứ tự nhé. Nhớ cái này. Vậy đây tổ hợp này, tổ hợp thì không ảnh hưởng đến thứ tự, ảnh hưởng không xét thứ tự, không xét thứ tự, thứ tự thì các phần tử. Còn trình hợp, trình hợp thì liên quan đến thứ tự, phải là liên quan đến thứ tự nhé. Các bạn phân biệt thế này như vậy. Nhưng vì cái sắp xếp, một cái gì liên quan đến sắp xếp là trình hợp, còn nếu không liên quan đến sắp xếp là tổ hợp các bạn nhé. Một cái là tập con là tổ hợp nhé. Còn sắp xếp thành một dài, cái tập con nó trích ra sắp xếp một dài nữa thì đó là trình hợp các bạn nhé. Đấy, các bạn nhớ thế như vậy. Thì trong cái bài học hôm nay để giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của đại số tổ hợp, thì hy vọng qua bài giảng này sẽ giúp các bạn học tổ thị trường này, rồi học nó là cái tiền đề để học giúp tổ thị trường, tổ hợp sản xuất một cái nội dung quan trọng của chương trình toán trung học phổ thông 6 lên đại học. Thì nhiều ngành sẽ học sản xuất các bạn nhé. Thì kênh của thầy là kênh mặt mạng, thì đã có nhiều bài giảng có những đợt live stream để kênh các bạn tham khảo qua những cái bài giảng như vậy, hy vọng giúp các bạn toán tổ. Chào các bạn.